Vâng, rất đa dạng các mặt hàng cho trẻ em, cho người lớn, các loại sữa Milo, sữa bầu, sữa A2, Divondate, Ensure, các vị thuốc tẩy giun. Đặc biệt thời gian mua hàng rất mới, 24 tháng 11, 22 hay 3, 24 tháng 11 năm 2017. Tất cả đều được mua vào ngày 22, 23, 24 tháng 1. Mua xong thì đóng theo máy bay về ngay ạ.